Rồi, cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp ha. Rồi đã xem bác cái cổ của cửa hàng Thành Hợp và luôn ủng hộ cửa hàng Thành Hợp trong thời gian qua. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã ủng hộ một cách nhiệt tình ha. Ngoài sử dụng máy thì còn giới thiệu giùm cho em nữa. Đó, thì quý khách ở chỗ đó cho nên hôm nay em quyết định lên cho mình một lô máy đồ sộ 20 máy nha. Nhớ cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh nha mấy anh mấy chú mấy bác mấy chị. Đó, hôm nay em lên hệ Mitsu và Magu. Rồi, nhìn lô máy hôm nay rất là đẹp nha, mình có thể xem tham khảo cũng được nha. Có máy thì mình xem tham khảo với em nha. Đây, nhìn sơ lược lô máy giùm em. Magu 20, Magu 32. Đó, và cái hệ dưới đây là toàn bộ Mitsu 26 và 261. Lên một lô máy quy mô cho mấy anh luôn. Đó, bên em cái gì chứ Mitsu là không có thiếu nha. Các em bán hàng lựa hàng về hoài luôn, cả 100, 200, 300, thậm chí 700 cây, 1000 cây thì em lựa ra thì đương nhiên Mitsu là không thể thiếu rồi. Nhưng mà vấn đề là mấy anh có biết hàng mặt hàng gì Mitsu để mà ủng hộ hay không thôi. Đó, nói về mặt hàng mà Mitsu mà mấy anh nào muốn chạy vừa bền, vừa tiết kiệm xăng mà một công mà tới 3 chuyện á, đối với cây máy là một cây máy mình có thể sử dụng từ 3 chuyện trở lên thì mấy anh đón xem chi tiết ha. Bên cửa hàng Thành Hợp thì em sẽ nói cho mình rõ chi tiết hơn đối với những khách nào mà lần đầu tiên mình xem máy nha. Rồi, cửa hàng của em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Em ở giữa huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt, cho nên anh nào có nhu cầu mua hàng thì mình cứ alo trước rồi em sẽ chỉ đường cho mình lên mua hàng ha. Thì máy hôm nay dao động từ 1.3 triệu trở lên nha em ha. Đó, đây, nhìn sơ lược cho em. Em muốn giới thiệu sơ lược rồi. 1.3 triệu, 1.350 triệu, 1.4 triệu, 2.5 triệu. Đó, còn cái giạc dưới thì hãy Mitsu nè. Mitsu thì rẻ nhất thì 2.3 triệu, 2.4 triệu, 2.5 triệu, tính 2.6 triệu thôi. Đó, cũng không phải là quá cao gì. Thì hôm nay em thấy cái lô máy này nó đẹp rất là liền lạc ha. Ngoài mặt hàng ga giữ thì bên đây cũng có ga bóp rồi ly chia nha em ha. Rồi bây giờ mình mua hàng thì bên chốt đơn qua số điện thoại bên đây giùm em 0913 136620. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, được xem hàng test nổ máy trước khi nhận, đặc biệt là em không có lấy cọc ha, cho nên mình xem kỹ hàng rồi mình hạ chốt đơn. Đó, anh nào mà xem kênh của em hoặc có thậm chí xem tới 6 tháng 1 năm mới mua hàng, tức là đã rõ hình thức bên em bán hàng như thế nào hết rồi. Rồi ví dụ cái máy hôm nay 1.3 triệu hay là 2.3 triệu gì đó thì bên em đã bao gồm phí ship và kèm theo 6 món phụ kiện nha em ha. 6 món phụ kiện của em đây là một cái chắn cỏ nè, một cái tích mở bugi đầu dao, một cái ổ cước 4 chấm, bên đây có dây cước sẵn cho mình luôn, một cái sợi dây đeo, một cái lục giác 4, một cái đĩa dài 3 tấc cũng mới nha. Đối với chắn chạy chắn cỏ trên máy có rồi thì thôi, không có thì em sẽ cho chắn cỏ mới nha. Rồi 6 món này mà ví dụ đĩa dài hoặc ổ cước mà không sử dụng thì mình đỡ vào đĩa tròn. Mấy anh nói là cho mấy anh sử dụng đĩa tròn ổ phất cước hoặc là đĩa tròn đĩa dài thì em sẽ quán đổi theo ý kiến của mình ha. Và đĩa tròn là đĩa chiên theo máy về, đĩa của Nhật ngay mai nó sẽ bị xét thì em sẽ chờ lại cho nó hết xét rồi ha. Rồi cái này là máy cắt cỏ của em bán, ngoài có chức năng cắt cỏ thì có thêm chức năng nữa là bơm nước nha em anh. Anh có thể gắn tu hết này bơm nước tới bông tới hoa gì đều được hết ha. 150.000 một cái như thế này đó, thì nói chung hút nước dưới sông lên thì nó có nhiều ứng dụng anh ở sử dụng trong gia đình mình, thay vì mình xách nước lên mình tưới nó cực thì đây thêm cái ứng dụng này nữa ha. Rồi gom cỏ nha, gom cỏ cho trâu cho bò ăn, một cái gom cỏ này là 100.000. Ví dụ anh nào mua máy mua theo gom cỏ thì em bao ship, mà ở nhà mình có máy rồi mình muốn thêm cái gom cỏ này nữa thì mấy anh chịu phí vận chuyển giùm em ha, toàn quốc là 30, là tức là 130 đó, bán lẻ em vẫn bán nha mấy anh. Rồi nhớt hay thì nhớt này là bên em cũng đang sử dụng ha, sẵn em bán luôn. Bình nhớt này là 1 lít 100.000, 1 lít nhớt như thế này mấy anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng, tức là mấy anh mua máy về mấy anh chuẩn bị xăng để mình thay với nhớt để thử máy nha, chứ em không có pha sẵn được nha. Đó, chỉ có 100.000 thôi, và tỷ lệ thì mấy anh thay giùm em 1 lít xăng thì 40cc nhớt hay thì số 40 nè, bóp nhớt bên đây qua đây và cho nó xuống đây ha. Đó, khi mà pha như vậy thì máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói đen tí xíu nhưng mà nó mát máy nha nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh em xem tham khảo nha. Mấy anh cho ủng hộ được cái máy nào thì ủng hộ, còn không thì mấy anh lướt qua thì cho em xin một nút like nha em ha. Lên 20 cây luôn. Hôm nay em lên lô chữ U nha.
Sigma, công suất là 20cc, nồng nó 30 ly ha. Đó. Máy như vậy mà chỉ có 1,3 triệu bao ship tới nhà, cần phải 6 món phụ kiện, quá rẻ nha em. Máy này thì zin 100%, chất lượng thì em bao hàng đầu cho mình. À, mỗi tội nó chỉ bị nám đen cho cái áo bô thôi ha, chứ nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng máy đâu nha. Chạy chế zin luôn ha. Đó, nó riêng cái này thì bộ lọc gió nó còn hên xui nha, này nó còn, có cái nó cũng không còn. Lắp giật Made in Japan rồi ha. Đầu bò zin nha. Lắp còn tem zin luôn. Hai tay đôi lớn nghe dữ ha. Tôm liền tôm nhựa. Công tắc zin nằm bên đây ha. Khung bơ đỏ bên xăng còn đầy đủ nha. Mã này thì mấy anh chốt giùm em U1 30 ly 1,3 triệu. Đó. À, vừa phát cỏ vừa bơm nước mà chạy rất là tiết kiệm xăng nha em ha. Rồi em sang mã kế tiếp nè. Hiệu Maru Yanma ha. Nhưng mà cái máy này thì cái áo nó đẹp hơn cho nên mắc 50.000 nha em. Cũng chạy chế zin một kim ngang ngang quanh rồi ha. Em đi sơ lược tại vì nó cũng chung cũng Maru 20 thôi. Còn mấy anh nào số 1, số 2, số 3 U gì đó, U1, U2, U3 gì đó muốn xem kỹ cái nào thì kết bạn Zalo em cho mình xem kỹ chi tiết máy ha. Được rồi. Lốc dập Made in Japan rồi luôn ha. Đủ. Tôm lì tôm nhựa nha. Công tắc nằm ở đây, hai tay đeo lớn nghe dữ nha. Rồi mã này chốt U2 1,350 nha mấy anh. Cũng là Maru Yanma luôn ha. Nồng 30 ly công suất 20cc. Để chiếc zin luôn nha. Lắp giặt Made in Japan thôi luôn nha. Hai tay đôi lớn gà dữ ha. Lắp còn tem này luôn. Rồi mã này mấy anh chốt cho em U3 của 1,350 ha. Cực kỳ đẹp nha em ha. Sản phẩm Nhật quên xài đó. Họ mà thấy cái tay em nè, bình xăng trắng sáng hết chứ, ốc trắng tươi. Có cái áo nó hơi bị ném đen ở đây nha. Nhưng mà máy này là zin còn tập nha em ha. Không thay thế, không làm gì vô hết ha. Sở hữu chiếc zin rồi luôn. Đó. Lốc có giặt Made in Japan nha. Khung bờ đỡ thì thôi, khỏi phải nói còn quá gì dặn luôn. Ốc trắng tươi luôn. Công tắc nằm ở đây, tôm liền tôm nhựa ha. Sở hữu ga bóp zin. Ốc trắng cỏ còn trắng tư luôn. Hầu bò zin ha, trắng cỏ zin ha. U4 giùm em 30 ly 1,4 triệu nha em ha. Rồi, kế tiếp nha. Cây cuối cùng của lô Mangu 20. Maru 20, nồng 30 ly, công suất 20cc ha. Hết mẫu nào mình chốt mã đó nha mấy anh. Đây, chạy chế zin rồi luôn ha. Một kim ngang ngang quanh rồi luôn ha.
khung bỡ đỡ đâu còn dày dặn nha. Lóc có dập mắt in Saban ha. Tôm lì, tôm nhựa nha. Con tắc nằm ở đây. Hai tà đầu lớn gà bóp ha. Ốc cùm sáng hới luôn. Đậu bò trắng cỏ diệp. Mã này mấy anh chốt cho U5 30 ly 1.4 nha. Rồi xong lô Magu 20, em sang lô Magu 32 nè. Bây giờ nó tắm mưa đó nghe. Máy này đề ba giống kiểu hơi máy cày ấy mà. Hiện lên cái hơi bao chắc. Magu 32 không nồng 38 ly, công suất là 32cc, mã đầu vuông chạy siêu khỏe. Thì đối với những cái đời máy Maru như thế này thì máy lớn đó, ngoài phát cỏ gia đình thì mấy anh phát cỏ như là số lượng nhiều đó, hay là mấy anh có chức năng thêm bơm nước nhiều đó, rồi mình cắt cỏ to, cỏ cứng, gốc gạ, cỏ siêu dày, siêu cao, và đặc biệt là đi phát thuê thì mấy anh nên chọn những cái đời máy này, chạy nó rất là tiết kiệm xăng nha mấy anh, khỏe luôn. Riêng với những máy mà 38 ly như thế này thì mấy anh chịu khó phai dùm em 60cc nhớt cho một cái xăng ha. Chạy chiếc zin ra ngang quanh rồi luôn nha mấy anh. Lóc có dập mắt in Japan. Tôm gờ tôm nhôm ốc 7 màu luôn ha. Có chân chống bờ đỡ mình xăng luôn. Tôm này có thể tháo gời ra lắp cho thằng Kawasaki Mitsubishi M. Đa dạng luôn. Hai số mừng là vừa hết, lắp zin. Rồi zin. Mã này mấy anh chốt giùm em U6 2.5 triệu ha. Mày nói ví dụ như có tôi thích bơm nước thì kêu người ta quay video qua mình mới đường mình gắn được. Rồi một cây Magu 320. Cái này bình xăng lớn nó zin nha em anh. Cái kiểu nó nhìn nó hơi đục màu thôi chứ thật sự là rất là dày dặn ha. Chạy chế hai kim nha, cho nên máy nó chạy rất là gông, hát rất là lớn và khỏe luôn. Magu 32 đầu vuông ha. Lóc có dập bát in Japan luôn ha. Những cái hệ này thì dập Japan chữ chà bá hự luôn. Không đắt nằm ở đây. Tum nhôm tum gờ 260 ha. Có chân chống bờ đỡ bình xăng rồi luôn nha. Hai cái đầu lớn nghe dữ ha. Đó, đầu bò zin. Trắng cỏ thì trắng cỏ zin mà nó bể hết mớ rồi, nó nào đi em sẽ bù trắng cỏ mới nha. Ốc 7 màu. Mã này mấy anh chốt giùm em U7 38 ly 2.5 triệu nha mấy anh. Rồi. Magu 320 ha. Nói chung á thích mã vàng chốt áo vàng, thích áo xanh chốt áo xanh, thích áo đỏ chốt áo đỏ thôi. Chứ tính năng thì nó cũng ngang nhau hết. 38 ly 32cc. Chạy chế kim một kim quanh rồ luôn ha. Bình xăng lớn này là bình xăng zin nha, mà nó hơi bị đẹp. Quá sáng luôn. Có dập mắt in Japan luôn ha. Đây. Xăng chân luôn. Tum nhôm tum gà 260 nha. Hai tờ đầu lớn dài dữ nha mà. Láp còn tem 320, trắng cỏ màu xanh đầu hòa zin. Mã này mấy anh chốt giùm em U8 38 ly 2.6 triệu nha. Đó, rồi. Em sang kế tiếp cũng U320 nè.
quá đỉnh. Rồi, Maru áo đỏ, ai chốt đỏ thì chốt ha. Nòng 38 ly, công suất cũng 32cc. Này sở hữu chế zin nha, tức là mình thích kiểu nào của mã nào thì mình chốt đúng cái mã U đó giùm em nha. Hôm nay em sung sung em like đây. Khung bỡ đỡ còn đầy đủ này nha em ha. Cái nào không có khung bỡ đỡ thì em sẽ bổ sung thêm chân trống. Tung gờ tung năm 260 luôn nè. Hai tay đôi ghê dữ ha. Em tắt nè. Đầu rồi zin, đầu rồi có chén chống hòn đầu ốc nha. Mã này chốt giùm em U9 nha em anh, 2,5 triệu. Chị like rồi. Chị hả? Giờ ông có lấy các bạn Zalo không? Rồi Magu 320, nòng 38 ly. Đó, cái phiên bản này nó hay hơn mấy thằng kia, nãy là nó có trợ lực nha em anh. Trợ lực này trợ lực lớn nha ha. Tức là mấy anh muốn kéo nhẹ nhàng thì mấy anh kéo một phát thẳng dây, buông về qua tua và nhạy nổ. Còn không thì mấy anh kéo hai sợi, hai lần liên tục, kéo lần nửa sợi thôi ha, nó qua tua và nhạy nổ nha. Đó, sở hữu cũng chế zin một kim quanh rồ đồ luôn ha. Đây, mình săn lớn rồi zin trắng sáng đẹp nha. Lắp có dập mắt in ra bàn ha, không bỡ đỡ đầy đủ nha, có chân trống luôn đó, quá xịn sò. Hai công tắc nằm ở đây nha, đẩy lên là mở ha. Anh tum nhôm tum gà 260 nè, hai tay đôi ra giữ ha. Đầu rồi gì rồi, mã này mấy anh chốt giùm em U10 2,7 triệu nha mấy anh. 38 ly rồi, em xuống siêu mẫu mới xu bên shop em nha. Là 260 nòng 33 ly. Đó, chạy siêu đỉnh siêu bóp nha. Đó, tại sao em nói mấy thằng này là một công mà ba chuyện? Thứ nhất là công năng của nó là phát cỏ, chuyên về phát cỏ. Thứ hai là mình có thể tháo đầu rời ra mình nấu xịt thuốc được, hoặc là mấy anh có thể chế lên chạy xe đạp hay là chế biến cái gì mà mình thích đó, gọi là em yêu khoa học đó thì mình làm. Cái thứ ba là mình gắn tu hết mình bơm nước siêu xa và siêu khỏe luôn ha. Mấy này mấy anh phát cỏ nhiều thì đã lắm, tại vì máy nó gọn nhẹ mà nó chạy rất là tiết kiệm xăng nữa, rất là đỉnh nha em ha. Cho nên giá nó sẽ hơi nhín một chút. Sở hữu chế hai kim, chế zin quanh rồ luôn ha. Lóc giặt bát in saban, đầu bò trắng cỏ zin ha. Hai tay đôi ga giữ nè, tum nhôm tum gà 260. Công tắc nằm đây nha, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở ha. U11 33 ly 2,3 triệu nha. Rồi, Mitsubishi 260 33 ly nữa ha. Này thì bình xăng lớn nó zin. Chạy chế hai kim chế zin ha. Lóc có dập made in Japan thấy rõ mà. Đó, xịn sò cho mình luôn. Cái này riêng thì ta lái nó có bắn tĩnh điện nha, hai tay đầu lớn ghê dữ ha. Bắn tĩnh điện màu hồng, lắp cũng bắn tĩnh điện hơi hơi nữa nè. Đầu bò trắng cỏ zin. Tum nhôm tum gờ 260 nha, không tắt. Có chân bờ đỡ bên sau. Đẩy được. U12 33 ly, này cũng 2,3 triệu luôn nha mấy anh. Thank you.
cái chân dài này lên nó chạy quá trời đỉnh luôn mấy anh ơi. 260 đó, từ vô khói lóc máy quá đẹp. Trời hủ chiếc hai kim này luôn ha. Lóc gặp máy lên sao ba. Tum nhôm tum gầy. Này tum nhôm nha mấy anh. 260 luôn con tắt nè. Hai ta đâu ra giữ nha. Đầu bò trắng cỡ gì. Rồi U13 33 ly riêng này thì 2,4 triệu nha mấy anh. Giá nó sẽ lên từ từ, có thể hạ xuống. Mitsubishi, Mitsubishi TL 260 nữa ha. Đấy. Sở hữu chế hai kim luôn nha em ơi. Lóc dập Japan luôn ha. Đầu bò trắng cỏ diêm nha. Hai tà đầu lớn ha. Này ra bóp nha. Rồi cũng tôm nhôm tôm đời 260 luôn. Có chân trống mình nha. Nó bờ đỡ thì nó sát hơn. Má này thì U14 dùm em 2,4 triệu ha. Ha. Cái áo nó hơi như vậy chứ thật sự cái lóc ở trong siêu đẹp nha em. Siêu đẹp, chưa bị nám đen luôn. Đó, chưa đóng ten luôn. Bộ khói nè, trắng tư luôn. 26cc 34 ly cũng chạy chế hai kim chứ zin quanh rồi nha. Đây. Lóc có dập Marine Sabat ha. Đầu bò trắng cỡ zin theo máy nè. Hai tao đâu lớn, gà mớp zin. Tum nhôm tum gà 260 nha, có chân trống luôn. Sắt còn hai nước sơn zin chưa bị rớt sơn nhiều nha em ơi. Sơn zin. Công tắc nằm ở đây. Mã này thì U15 giùm em 33 ly 2,4 triệu ha. Nữa ha. Đó, anh nào thích kiểu nào, mẫu nào, mã nào phù hợp thì chốt đơn thôi. Đấy, cũng chạy chế hai kim chứ zin quanh rồ luôn ha. Lóc có dập mắt in Japan. Này, thấy rõ không ạ? Hơi tối nha. Hai mắt in Japan. Đế bò đỡ thì bằng nhựa dày dặn âm sát luôn ha. Đầu bò zin. Hai ta đôi lớn ga bóp công tắc trên ghi đông luôn nha. Tum nhôm tum gậy 260 nha em ơi. Công tắc líp vô líp ra. Đấy. Rồi mã này thì mấy anh chốt giùm em U16 33 ly 2,4 triệu luôn ha.
Rồi tiếp tục mấy xu 260 cuối cùng. Đây lên ngồi ha. Quá trời cái này nó đẹp. Kìa nè. Lóc máy đó nè. Chạy chế hai cơm nè. Cái viên quanh cồ. Đây lóc dọc mắt in ra ba ha. Thấy rõ không ha. Đó. Đầu bò trắng cỏ viên ha. Hai ta đôi lớn ra dữ ha. Đó, cầm chưa có sơn. Tôm nhôm tôm gà 260 nha. Không tắt nè. Cũng có chân trống luôn nha. Má này thì mấy anh chốt giùm em U17 33 ly 2,5 triệu nha mấy anh. Mitsu tên là 261 ha. Nhiều anh chắc thắc mắc không thấy chữ Mitsu sao nó Mitsu. Thứ nhất là mẫu mã nó giống ha. Cái thứ hai người ta sẽ có model tên là 261. Này là chứng minh 100% nha mấy anh. Cái máy này thì sở hữu chế hai kim, chế viên quanh rồ luôn nè. Đó, sân lớn gì. Đây, em sẽ quay cái lóc dập mắt Insaban cho mình thấy rõ ha. Đó, có gần chưa. Lát bắt bánh điện màu hồng nha mấy anh, đẹp lắm. Hai tay đôi lớn ra giữ nha, cốp lưng luôn, tinh nhôm tinh gờ 260 nha, công tắc nằm ở đây, U18 33 ly, mã này thì 2,3 triệu đồng giùm em nha. Mitsubishi tên là 261 ha. Chạy quá đỉnh. Đó, sở hữu chế hai kim chế zin luôn nha em ơi. Đây. Lóc cũng có dập bát Isaban ha. Đầu hòa zin nè. Hai tay đôi lớn nghe dữ nè. Cũng tum nhôm tum gà 260 ha. Công tắc nó sẽ nằm bên đây. Đó. Rồi mã này mấy anh chốt thì 2,5 triệu giùm em U19 nha em ơi. Rồi. Cuối cùng. Rồi cây 261 cuối cùng lên ngôi ha. Sở hữu chế hai kim le đỏ tự động. Đó, bình sân lớn đồ zin khá đẹp. Lốc cũng có dập mắt Isaban ha. Không có cây này, cây nào cũng lọc dấu dập lốc nha mấy anh. Tum nhôm tum gà 260 công tắc nằm ở đây ha. Có chân trống luôn. Model đầy đủ nha. Đó. Lắp bắn tĩnh điện luôn. Đầu bò trắng cỏ zin ha. Mã này mấy anh chốt giùm em U20 nha. 2,6 triệu đồng nha mấy anh. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.